đơn hết. Anh em nhá, anh em xem mẫu đơn của anh Thúy nhá. Chào tất cả anh em. Chú Bonsai cũng đang có mặt tại nhà anh Thúy, một trong những người có cái áo đỏ truyền thống rồi. Thì hôm nay anh đấy. Em nhìn mẫu đơn này. Một rừng hoa. Một rừng hoa. Không biết là bằng phương pháp gì mà anh Thúy anh cây mẫu đơn này này, chú Bonsai bất kỳ qua một cái clip nào cũng thấy hoa rất là nhiều. Cái này 9 thân nhỉ anh nhỉ? 9 thân. Đây anh em ạ. Hoa này hoa đúng là dòng chuẩn đẹp luôn. Và gốc cũng đang ra từ gốc luôn. Này, từ gốc luôn này, nói từ hoa gốc. Từ gốc luôn này. Không biết là anh Thúy... thông báo với anh em là anh em có muốn thích mà chia sẻ về hoa mẫu đơn được nhiều hoa thì sẽ cứ gặp số điện thoại của tôi ở trong... Anh Thúy đọc luôn số điện thoại cho anh em có thể tham khảo. Số điện thoại 039... 039... 747... 747... 6535... 6535 nhá, đây là số điện thoại cũng rất quen rồi. Anh em mà có nhu cầu giao lưu nhỉ? Thì có thể giao lưu đúng không? Biệt thự lớn thì hãy về nhà anh Thúy. Đúng rồi, đó, ok. Có một đôi mẫu đơn gần như song giống nhau. Đấy. Thế là sẽ mua được có một đôi mẫu đơn. Tán to nhỉ? Giao lưu. Rồi anh em Hà Nội mới về giao lưu mấy cây. Đấy nha anh em xem cái thân của nó này, nó là 9 thân nha. 9 thân. Đấy. Hoa tử thần này. Wow. Đây. Thần gốc có những thân 22 phân Nga, 22 phân. Được tính. Người to chít không hết này. Rồi, ok nhá. Đấy nhá. Riêng cái này moi ở bên dưới thì anh em xem gốc nó sẽ rất là to. Chưa vì nó là một củ. Dưới ra mới có. Nhưng mà vì là kỳ vừa rồi này anh Thúy anh đang cấy ở bên hông này. Đây đang quầy bên hông ao đây. À, chắc là ảnh hưởng của nước nhiều nên là hoa nó mới rực rỡ phải chứ, hoa nhà tôi tụi hết rồi. Hoa rực rỡ cả không phải vậy mà từ 3 cây, cả cây 3 cây nhé, để quay tiếp sang cây thứ hai cho anh em chiêm ngưỡng. Đấy, bên này nhiều. Cái này anh em cũng xem qua rồi. Cái này đang có một ngày mà hơn một hơn 200.000 được xem theo dõi nhỉ. Rồi. Cây này nổi tiếng. Cây nổi tiếng ở trên kênh Trung Bonsai. Gọi nhưng mà đang phải bốc đất bố ạ. Nói kỳ vừa rồi Trung Bonsai cũng hơi bận nên là không thể ghi hình vườn anh Thúy kịp thời gửi tới anh em được. Nhưng hôm nay cũng có dịp ghé qua thì ghi hình lại để gửi tới tất cả anh em đam mê mẫu đơn. Thì là dịp anh Thúy bị ốm về trong lại phải bắt về mất mấy cây. Đấy, đã ốm mà vẫn đi bắt cây. Vì là đã chơi cây thì không kể được anh em ạ. Quá đam mê rồi, giờ nó đam mê. Nó ngấm vào máu rồi. Giờ nó ngấm rồi, không được. Và hôm qua nha. Thì hai cái cụm này thì không biết giờ anh Thúy giao lưu ra cho bên ngoài bao nhiêu tiền nhỉ? Thì cho anh em thì một cụm kia là 35 triệu, còn cụm này 20 triệu. Đó nha. Thì anh em nào mà đam mê, mà thích cả một đôi này thì cứ liên hệ trực tiếp anh Thúy số điện thoại rồi anh em có thể tham khảo. Đây để Trung Bonsai niếc lại cái cây 50 triệu. Đấy, một đôi này chỉ có 50 triệu thôi nha anh em nhé. 50 triệu một đôi, một đơn. Một đôi luôn. Thần rất to. Thì anh em nào mà hiểu được giá trị đích thực của nó thì ta cứ đinh về, còn không thì ta có thể bỏ qua. Vì đây là những cái mà chúng tôi đưa đây lên hình ảnh rất xác thực gửi tới tất cả anh em đam mê. Rồi, anh em có thể còn giao lưu còn ai nữa chứ chưa phải là cái giá cố định như thế. Đúng rồi. Nói chung là giá để đưa ra cho anh em. Anh em có thể tham khảo giá nhé. Cái này quá rực rỡ. Đỡ quá rồi. Đây là tôi chưa đặt vào chậu, đang để bệt ở dưới, nếu ở trên chậu nữa thì quá đẹp. Kỳ nào quay thì cây này nó cũng là đỉnh cả nhỉ. Đó, để tiếp tục đấy bông hoa này, đây này. Đây này. To. Hoa to luôn. Và cây tôi mới cấy được có 2 tháng rưỡi nhanh nhầm nhá, mới đưa về được 2 tháng rưỡi. Cứ nói cây là khỏe đúng không? Cây là khỏe. tiếp tục. Sang một tác phẩm mẫu đơn vàng. Dáng Ngũ Phúc, một trong những cái dáng mà anh Thúy cũng biết sưu tầm về để làm gì đây. Đây. Vàng đang ra hoa rực rỡ. Đơn vàng. Đang bắt đầu ra hoa nha. Con này có rẻ tiền không anh Thúy? Cái này có 5 triệu rưỡi thôi. Ra đi nha hay là ra đi nhá, 5 triệu rưỡi à? Tức là mình mua về 5 triệu rưỡi. Nói ra đi, nói ra đi thì chỉ bán cho anh em 6 triệu rưỡi thôi. Đấy, cộng lại có một chút thôi nha. Có 1 triệu. Mà con này là người ta làm rất kỹ này, để mà rất ta thành một cái bộ tán gọi là dáng Ngũ Phúc này thì cả vấn đề đấy. Rất đẹp ở đây. Dạ, nhưng mà là thân nó cũng không được to mấy đúng không anh? À to đây, chứ. Đây. Thân dưới như củ tay luôn. Đấy, có thân gần như củ tay luôn. Này, mạch cho anh em xem, bệ chân bệ rất đẹp nhá. Củ luôn, có một củ luôn. Có củ luôn. Chân bệ đẹp. Là 6 triệu rưỡi à? Có 6 triệu rưỡi. Cái này mà ông nào ở nhà thờ mà đang xây nhà thờ mà mang một cái cây này về với mang một cái đỏ nữa thì mà chầu hai bên thì còn vì quá đẹp. Quá là hoa này, bắt đầu rực rỡ. Phá. Anh giải quyết cây này cũng phải nói trong là rất tốt. Đó. Nhưng mà để chỗ này nó hơi chẹt này.
Chỗ này không còn chỗ nào cấy nhiều quá à. Đấy, về đua bộ bỏ đây thôi. Chắc đi anh sợ đơn tặc nên là anh với mang vào trong giờ này không có anh, nhưng mà cây của mình lên video nhiều thì chả sợ. À rồi. Về đâu? À. Còn đây nữa anh em này. Tôi có một mẫu đơn này với là khủng khiếp này anh em. Nhưng cái này thì có 100.000 thôi anh em nhá. Đó. Này, 100 như này. Anh em nhìn này, mẫu đơn này. Để cho ý bữa xong rồi đi đồng lên cô ăn cơm. Không, cháu chắc là về cả tháng ạ. Ừ, rồi lên cô ăn cơm nhá. Chú cho em cơm nhá. Vâng. Ừ, cháu về nhà chú chưa? Cháu đơn này ạ. Cháu đám nào anh nhá. Cháu xếp về, mình chú chờ. Đấy, mà đi đường mày nhận ra. Không nhận được. Thế nào em làm đường vào đấy. Nhưng mà mày nhận ra được. Em làm đường rồi. Nhưng mà anh không nhận được. Anh không thể nhận được. Cô mà đang gần quên rồi chả. Dạ, tính nhận. Anh quên cô nhá. Thắng ơi, con đổ ấy ra đây, đổ nước lấy đá này là tâm đắc nhất trong đời. Vừa rồi là anh Thúy cũng giao dịch một tác phẩm thứ hai về vườn của một trong những người cũng rất quen thuộc trên kênh Trung Bonsai, ông Vũ Sóng Hồng. Giống người mà phá cây cũng chuyên nghiệp, mua về là phải phá. Nhưng thật sự là một cái nháp phẫu này là thuộc đẳng cấp. Này, anh em chiêm ngưỡng lại tác phẩm này nhá. Thì một tác phẩm này nó có rẻ thôi, cũng không có gì đắt vì là cái giá anh em nhượng lại cho nhau thôi. Không, không... À không. Nói thế là người ta lại cười chết. Nói chung là với cái giá là có 7 triệu đồng thôi. Nói như thế còn thôi nhé anh em nhé. Đúng người ngoài thì nó rơi vào khoảng 10 mấy triệu. Nhưng mà đây là một cộng tức là vừa bán vừa kỷ niệm thằng cháu. Cho vừa bán vừa cho. Với những tác phẩm như này anh em giao lưu bây giờ thì chắc là không thể dưới 15 triệu. Cây nó yếu yếu hay là lá nó vậy đấy anh? Lá nó vậy đấy. Đây trong hồng cũng để không có tí ánh sáng nào. À về mình nó nhiều ánh sáng quá. Nhiều chứ còn đó. Giá cho một lần phân này này. Anh em xem những cái cây như đỉnh quá nha. Con này da rẻ sáng nha. Dạ à, đẹp lắm, con này, con này nó đẹp vô cùng. Hà Nội rồi cứ đòi giao lưu với chúng bán đấy chứ. À được. Rồi, có những cây về. Mình có thể giao lưu, có những cây mình mà để chơi. Nó về là khổ về là anh này đang nằm viện. À được. Rồi, chị bán ở nhà, chị bán. Bán một cây xanh, một cây si, một cây sung. Đây, quay trang một cái cây cũng sắp hoàn thiện rồi. Còn vài năm nữa thôi. Con này cũng là con anh tâm đắc này. Mua đúng ở tầng 2 của nhà họ này. Con này thời sốt họ mua đúng 48 triệu. Neo lên tầng 2. Neo lên tầng 2. Thời sốt mua đúng 48 triệu con này. Đấy. Nhưng bây giờ thì... người ta chán rồi, thôi người ta chán người ta bán cho mình đây. Rồi ông lên ông bảo thôi chú cứ đưa về chơi. Mặt bên đây vẫn là mặt đẹp. Ok, đấy. Vì là sân nó hơi chật nhá. Chật. Đây, sân con này sau này cũng là một con đẹp đây. Nói về những tác phẩm của anh Thúy thì nó đang còn được tạo dựng nhưng mà đa số là những cái tác phẩm rất là già. Cắm thêm cái quạt này Thắng ơi, bật nước ngọt ra đi con, bật Coca dưới ra đi. Cắm cái phích điện, bỏ thêm cái quạt đây cho bác con. Mỗi ngày nên là một khác. Vườn cứ thấy một ngày một nhiều hơn. Ngày một nhiều hơn, một ngày một tiến tới. Không biết là như thế nào đó. Trung bonsai chưa biết anh mua một cây thác đây. Một trong những cây sau này làm cây thác đổ á. Còn nó là cây thác đổ. À bây giờ vật lên thành cây trực à? Vật lên thành một cây, đang vật lên thành một cây trực. À. Đấy. Chưa hiểu kiểu gì đây. Đây. Đang cây thác mà để thác đi đây. Đang cây thác mà thác họ làm thì nó chưa rõ nét lắm nhá anh em nhá, thì để chờ hồi sau thì anh em sẽ cây này. Sẽ nhìn cây nhìn cụ thể hơn. Chủ nhân bán xong và về chuộc lại. À rồi. Vào ngày hôm sau vào chuộc lại. Không cho chuộc. Rồi ok. Ngày hôm sau vào chuộc lại thêm rưỡi nhá. Con đây là một con hoàn thiện rồi. Hoàn thiện rồi mà nhưng vẫn mà cắt tôi đi này. Quyết định cắt hạ thủ. Không để nha. Vì thân của nó hơi cứng bởi cây quá già. Thì nó già lắm, vàng hết màu đồng. Quá già rồi. Để nhiều cành thở nữa cho quá nhiều, nhiều hơn để cho u cục đây. Anh em này. Nói chung là cũng vẫn là còn phải chăm nữa nhá. Đây, trong cái cây Nam Điền già nhát đen này nó hơi to chứ là chăm nhanh thôi. Đó. Không ngại cái nhát này nhá. Thì sau này cũng là một cái cốt xanh điền rất là quý. Nhiều lắm, cắt hết. Cắt bữa nay là hy sinh rồi. Hy sinh đây. Mỗi lần đi trực, chơi. Con trực này ngày hôm qua con trực rất đẹp. Anh em qua là nhưng mà tôi đang nuôi nên tôi phụ phân thì bệ đẹp lắm rồi. Đấy. Chứ mà có chân bệ. Đấy, chân bệ nó này. Đấy. Đấy. Tôi đang phủ đi phân lên cho nó. Đấy. Tôi đang phủ phân lên đấy. Con này hay quá anh em ạ. Đấy đang phủ phân nhưng chân bệ rất đẹp. Con này ngày xưa nó là một con trực ninh chi à? Trực không, nó là con trực người công cố ông làm, tức là không, nó không phải không theo lối gì không theo lối gì hết.
là nó tay chân nó đóng đây. Okay. Đây là tay nhất của nó này. Ok. Nó đóng hơi trùng nhau. Tôi quyết định khám phá, đột phá con này. Đột phá con này rồi. Ông trời ông cho tự nhiên cái mầm này tôi quyết định. Ok. Đấy. Thì anh em nào mà thực sự đam mê những tác phẩm của anh Thúy thì cứ về vườn để ta chiêm ngưỡng cũng như tham quan một số tác phẩm trong vườn của anh Thúy còn rất nhiều. Đặc biệt là không biết chơi lan nhưng cũng rước cho mình một cành lan về mà đã có hoa đây. Phụ họa và đây đấy. Thì nếu mà anh em nào mà về Nga Sơn thì cứ liên lạc trực tiếp với chúng tôi cũng như theo số điện thoại của anh Thúy. Nếu mà chung bonsai mà nhìn thấy anh cây lão, cây giáng tùng của anh Thúy thì bữa nay thì trên gất à? Ờ, ok. Cái này chung bonsai sẽ quay một clip sau để gửi tới tất cả anh em nhé. Để quay lại với tác phẩm chính hoa mẫu đơn. Thì anh nào mà đam mê mẫu đơn thì tiếp tục quay lại nhé. Nhớ đừng quên là nút đăng ký cũng như nút chuông để ủng hộ cho kênh chung bonsai cũng như tiếp tục theo dõi video tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt. Đóng cửa. Không, cửa vẫn mở, không có ai nhỉ. Ta vào ta sạc pin trong đấy mà. Ta vào ta sạc nước đấy mà. Cầm luôn nước ở đây.